Xin mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị chúng ta luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, may mắn và bình an ạ. Thưa quý vị, trong chương trình xem tử vi cho tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 1 âm lịch thì quý vị sẽ biết rõ hơn về vận trình tài lộc cũng như là công danh sự nghiệp của mình. Phần luận giải tử vi cho tuổi Canh Thân được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong hiệp hội hàng đầu về phong thủy và tâm linh Việt sẽ giúp cho quý vị biết được thiên cơ và nắm bắt được những điều tốt, điều xấu cùng với đó là vận hạn của mình trong tháng 1 âm lịch. Và qua đó thì chắc chắn sẽ giúp cho quý vị biết được những sự kiện quan trọng về công danh sự nghiệp cũng như là tình duyên và gia đạo trong tháng 1 tới đây có những thay đổi như thế nào. Vậy thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết mà chúng tôi chia sẻ ngay sau đây. Xin mời quý vị ạ. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 1 âm lịch năm 2022. Canh Thân là người có tính tình ôn hòa, nhân ái, điềm tĩnh và yêu thích sự yêu thương người khác, chăm sóc những người xung quanh. Bản chất họ là người rất hiền lành, thân thiện và mong muốn làm được những điều thiện, điều tốt giúp ích cho cuộc đời. Người tuổi Canh Thân thích trêu chọc mọi người nên dễ làm mất lòng, nhân duyên không được tốt. Đây chính là tính xấu mà bạn cần phải sửa đổi để được mọi người yêu quý nhiều hơn, cũng tốt hơn cho con đường tiến thân sau này. Sự nghiệp được hanh thông thuận lợi. Vận mệnh của người tuổi Canh Thân khá tốt khi nhận được cơ may tài lộc không tồi. Bí quyết phát tài của họ chính là tích lũy và đầu tư. Nhờ công sức làm ăn chăm chỉ, tiết kiệm thu vén chi tiêu nên tuổi Canh Thân có được cho mình một khoản kha khá. Có tiền trong tay, chớ nên tiêu xài hoang phí mà nên mua những thứ thiết thực hay đầu tư vào bất động sản sẽ có lợi hơn. Tháng này tình hình sức khỏe của người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 không thực sự lý tưởng, chủ yếu là bởi bạn phải chịu tác động nặng nề của cục diện xung thái tuế. Bạn cần phải chú ý đến an toàn của bản thân, đặc biệt là khi di chuyển hoặc lao động chân tay, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh cần phải hạn chế tính cách nóng nảy, không nên đắc tội với mọi người xung quanh. Bạn cũng cần phải lập những kế hoạch cụ thể cho công việc của mình để có chí hướng phấn đấu, dù gặp khó khăn cũng không bỏ cuộc giữa chừng. Trong chuyện chi tiêu, gia chủ dễ rơi vào cảnh vay nợ vì tiêu tiền bừa bãi cho những mục đích không thực sự cần thiết. Người làm ăn kinh doanh cần phải hạn chế đầu tư, chớ nên tin theo lời rủ rê của người khác đổ tiền vào những hạng mục không đáng tin cậy. Xét về thiên can, Canh Dương Kim gặp Nhâm Dương Thủy nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Canh Thân nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Công việc sự nghiệp của gia chủ trải qua không ít biến động, nguy cơ thất bại khá cao. Nếu tiếp tục tư duy, bảo thủ, không biết tiếp thu góp ý và gợi ý từ người khác. Có những thời điểm gia chủ mất động lực, làm việc khá tùy hứng, thiếu tập trung nên mọi việc chỉ hoàn thành được nửa vời hoặc làm qua loa cho xong. Với những người làm công ăn lương, sự mệt mỏi chán trường sẽ làm giảm sút hiệu quả công việc. Mọi sự đóng góp của bạn không được cấp trên công nhận. Sự cố gắng của bạn như dã tràng xe cát. Tuy nhiên đừng lấy đó làm lý do để lười biếng chỉnh màng, hình thành thói quen không tốt cho bản thân. Trong nửa đầu năm 2022, gia chủ rất cần sự kỷ luật hay một khuôn phép, quy tắc sẵn để có thể ép bản thân đi đúng hướng. Nếu không, sai sót có thể xảy ra ngay từ đầu, bản mệnh mãi trượt dài trong thất bại, cần phải học cách tiết chế và đổi mới bản thân càng sớm càng có lợi. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ Canh Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi đường tài lộc của người sinh năm 1980 không quá lý tưởng trong tháng này. Gia chủ thường xuyên mất tiền do những mục đích không thực sự cần thiết. Ví dụ như mua sắm theo tâm trạng, rất dễ dẫn đến việc vung tiền quá chán, tài khí khó tụ, việc làm giàu cũng bị cản trở theo.
Ngoài ra thì bạn cũng nên đề phòng khi tham gia vào các dự án bất động sản hoặc đầu tư vào bất động sản theo người khác. Việc thiếu bình tĩnh và lý trí có thể khiến bạn gặp rủi ro tài chính. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Trong tháng 1 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Canh Thân không quá ổn định. Các gia chủ Canh Thân có chút phiền muộn do không có sự đồng tình ủng hộ của cấp trên cũng như đồng nghiệp. Thu nhập cũng thấp hơn so với các tháng trước nên khiến bản thân lo lắng chi tiêu. Hệ tim mạch của gia chủ không được tốt cho lắm, cần phải chú ý khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện và điều trị bệnh nếu có. Bản mệnh cũng cần phải đề phòng những nguy hiểm tiềm ẩn ở gan và túi mật, đôi khi còn do chấn thương ở xương và cơ thể khi đi xa hoặc bất cẩn trong quá trình điều khiển phương tiện giao thông. Ngoài ra, cần phải chú trọng việc chăm sóc cơ thể tốt hơn, chăm rèn luyện thể thao mới giảm trừ nguy cơ bệnh tật. Các gia chủ tuổi Canh Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát và đem lại may mắn bình an cũng như sức khỏe cho quý gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ Canh Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tương xung xuất hiện gây ra những trúc trắc nhất định trên đường tình duyên của người tuổi Canh Thân. Đào hoa ẩm đạm, tình cảm lứa đôi vui thì ít mà buồn thì nhiều. Những cãi vã vì mâu thuẫn quan điểm xảy ra thường xuyên. Nữ mệnh tuổi Canh Thân, bạn là một người nhạy cảm trong chuyện tình yêu và luôn là người chịu nhiều thiệt thòi. Trong tháng này, tình cảm của hai bạn sẽ tốt đẹp và êm đềm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tử vi hàng tháng khuyên bạn không nên suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực, ngờ vực, suy đoán sẽ xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Các cặp vợ chồng nếu để mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm có thể dẫn tới ly thân, con cái bị ảnh hưởng theo. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát nếu bản mệnh chịu nhượng bộ và bao dung nhiều hơn. Nếu đang ở một mình, bạn ít có cơ hội cải thiện tình cảm, dễ tỏ ra không có thiện chí trong những cuộc hẹn được giới thiệu thông qua người khác. Bạn nên cho bản thân và cũng là cho người khác cơ hội để chăm sóc bầu bạn bên cạnh mình. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2022, tháng Nhâm Dần, năm Nhâm Dần. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 1 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2022. Tức ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 1 Nhâm Dần có nạp âm là Kim, Bạc Kim. Tháng Dần, lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục, xung thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dậu. Đối với người tuổi Canh Thân trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 1 năm 2022, tức ngày 6 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 1 năm 2022, tức ngày 18 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Ngày âm lịch, ngày 30 tháng 1 năm 2022, tức ngày 2 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh đó là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Canh Thân trong tháng 1 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 1 năm 2022, tức ngày 9 tháng 2 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 1 năm 2022, tức ngày 21 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hòa. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi tuổi Canh Thân, sinh năm 1980 trong tháng 1 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Canh Thân, qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 1 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn, đúng không ạ? Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Diễm Quỳnh thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, chúc cho quý vị chúng ta luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những nội dung tiếp theo được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát.